cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Chiều nay mấy anh em chuẩn bị đi đặt xà nhi nhé bạn. Hôm qua mấy anh em đi giăng lưới bên kia thấy có mấy cái điểm đặt xà nhi êm quá bạn ơi. Mấy anh em mới trộn mồi xong nè. Đây là cho cháu mà cho nó bị ướt. Mưa quá nó bị ướt rồi. Mấy anh em trộn chung với đất sét với sắt nóng nha các bạn. Thì mình trộn cục mồi vậy, mình bỏ vô xà di. Mấy anh em đi đặt. Bên kia có cái đồng lúa chét quá trời im luôn rồi. Cá thì biết có hay không chứ thấy cái chỗ đó là quá lý tưởng luôn. Nước trong luôn các bạn ơi. Nói chung là đặt xà di này yêu cầu điểm mà nước trong là ok các bạn. Có lúa chét, nước trong là có cá. Có dính nào mà biết cá nhiều ít thôi. Cá bự à. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị đi nha các bạn. Cũng chiều rồi. Đi đặt xà di xong rồi về còn xử mấy con cá chê nè. Mấy con cá chê hôm qua mấy anh em đi thăm thăm lời những cá chê bành bành không. Chiều nay nướng mới được. Đây mấy anh em qua tới chỗ đặt xà di nha các bạn. Đây lũ chét các bạn. Miếng nước nó ngập lên tới cỡ này hút đầu gối luôn. Cái xà di mình muốn lúc luôn ha. Lúc luôn. Nước trong nha các bạn. Nước bên đây ok. Khúc trên kia còn trong nữa tại khúc này người ta mới chụp đó, cho nên là nó bị dồn nước qua nó hơi bị đục một tí. Hôm qua mình giăng lưới dòm thấy nước trong vắt ha. Dịch bữa nay lùa ăn từ từ nó với lại máy chụp kìa. Nước chảy á. Nó chụp cái nước chảy vô ngoài vùng lại. Hồi văn trong đây là ngon rồi, không sao đâu. Nước lúa cỡ này mà chụp nó cũng đền tội rồi. Lúa chưa cắt mà, lúa chưa cắt nữa rồi. Lấy xà di. Đây là cái xà di. Đây là cái đường vô của con cá này các bạn. Nó có cái hôm. Cái hôm nó làm bằng cái cây nóc nhỏ nhỏ rồi. Bệnh bằng dây đồng. Có một đường vô thôi. Thì mình bỏ cục mồi bên trong này. Rồi mình đặt xuống thì cục mồi nó tan từ từ, nó có mùi các bạn, sắc mắm mà. Cá rô nó sẽ chui vô. Cái này là chuyên về cá rô thôi nha các bạn. Mấy con cá khác ít vô lắm. Thì quay miệng xuống dưới gió. Cái cách đặt thì cái hướng gió sao thì mình đặt theo cái miệng nó xuống dưới. Giống như để cho con cá nó bắt cái mùi cái nó đi lên. Đi lên rồi nó vô cái miệng luôn. Thì cái mùi nó tan xuống, nước nó chảy rồi. Thì con cá nó sẽ lần lên. Lần lên tới cái miếng mồi nó có mùi đó. Nó vô xà di thôi. Cá nhỏ thì nó rớt nha các bạn. Tại xà di các bạn dòm thấy nó cũng thưa đó. Cá sạch thưa là nó rớt ra hết rồi. Cá lựa. Và đặc biệt là mình đặt là cái xà di này là cá lóc, cá chê là không có thấy vô nha các bạn. Nó chỉ là chuyên để dành cho cá rô thôi. Nó kêu xà di cá rô. Mình đặt hồi xưa giờ hình như có được lần hai lần con cá chê nhỏ vô. Nhỏ thôi chứ cá chê bự có đâu. Chê bự nó vô cũng đâu có nổi đâu. Vô được mà nó vô. Sao không thấy cá chê vô luôn. Cá chê bằng ngón tay có được lần hai lần vậy nó còn như là không có con gì ngoài thì khác con cá rô hết. Cái này để cái lúc phiêu luôn. Cái ngắn, cái cao. Đặt xuống dòm cái hôm lại. Kiểm tra cái hôm lại. Này chắc cả mấy anh em đặt chia làm hai hàng nha bạn. Hàng này mình đi một cái lên tuốt đầu trên đó. Xong cái người qua bên kia mình đi trở xuống lại một cái nữa là chắc hết xà di. Ba mấy cái không? Ba mấy cái. Nước muốn ngập xà di của mình luôn. Nắng lại vài bữa giục đó. Còn mưa nữa lúc luôn. Mưa làm đám nữa nghỉ đặt luôn. Lúa này cũng nghỉ cắt luôn. Lúa này chắc phải dành dịch ăn luôn rồi. Không gì nữa. Nước cỡ này. Bữa này chắc ta được. Mái chắc ta được. Mai ta cho ha. Qua đây cắt cái dành nè. cho thì đâu có tới mày. Chắc nè, ngon lắm.
chiều quên, nãy mình đi rồi quên lấy mấy tờ lưới theo luôn. Mấy chỗ này văng là ngon luôn á. Ừ, văng trong này luôn nè. Bò bên đây với bò bên đó. Vớt thêm mớ nữa. Này, cái cục này chắc không được rồi, không tới rồi. Có chỗ thấy cũng mấy đó. Bỏ xuống đây. Đó, con chó nó lội đứng nè. Ừ. Lúc luôn. Lúc. Cái này chỉ đặt vô mấy ấp thôi, đặt cặp né và ganh cái này. Có con cày kìa. Cày lội kìa. Này mình đặt thì dưới chân mình cũng dịch dẹt ra nha mày. Cái lợp cao mà còn con muốn hái nữa ha. Dịch dẹt ở phía dưới chân ra đừng cho nó đóng ba cái bợ hay là có cái rơm rạ này chứ. Chống chống con cá nó dễ vô. Chắc này công cũng mấy giờ không biết đâu. Rồi mấy anh em mới đặt xong nha các bạn, đặt cái miếng chét này giờ lên tới trên kia nè. Bây giờ mấy anh em chạy về các bạn ơi, mai mình ra mình thăm. Giờ chạy về làm mồi được rồi, nước trắng đồng nha các bạn. Được nhiêu ốc nữa nè, bắt về cho vịt với không ăn. Rồi mấy anh em đi đặt sợi dây về nha các bạn. Giờ chiều rồi, chuyển mưa dữ rồi, mấy anh em sẽ nướng mấy con cá chì trắng nha các bạn. Rồi con cá mấy anh em đi thăm lò về nè. Đó, con nào con ấy chảng chảng không à. 1 2 3 4 5 10 con không rồi. Hai con nhỏ ra là còn có 10 con à. 11 con lớn. Bỏ hai con nhỏ ra. Bỏ hai nhỏ ra còn 11 con. 3 5 7 13 9 11 con. Mình nướng 6 con đi. Ăn hết không chạy. À, 5 con nữa chứ không? 5 con thôi. Sắp con ăn hết rồi. Cái này mà nướng 5 con rồi còn ăn đuối nè. Vừa vừa thôi. Ngay con bự con roi roi. Bắt 5 con mình nướng nha các bạn. Cá chi trắng nướng than. Cuốn rồi sống bánh tráng là ok. Rồi chuyện đó con đó nó chui xuống lỗ rồi. Rồi mới nhúm than rồi nha các bạn. Giờ mình xử 5 con rồi nè. 5 cá chê nướng của bánh tráng. Chị trắng nướng là đúng bài. Chị trắng này nó chỉ có nướng với nhúng mẻ thôi. Nướng nhúng mẻ nấu ăn chua thì nó chua. Ăn chua cũng được. Được mà nó cái là để nguyên khúc thì nó cắn nó dai sực. Nó cũng ngon. Kho là phải đổ nước nhiều nó mới mềm được. Kho thì đổ kho con phải đổ chảo. Nửa bình ga. Rồi, 5 em đưa lên vàng quả. Năm con này là mấy anh em phê nha các bạn. Giờ 5 em nằm đã không? Bốn vợ nha, chút xíu mở chảy xèo xèo á. Mũi con nào lấy như trâu. Rồi mắm me. Làm tô mắm me nha các bạn.
rau sống. Rau sống mình đưa ra dĩa đi không ạ. Dọc cái mấy cái gì đây mình. Bánh tráng rồi ra. Đưa hai dĩa đi. Ừ. Sắp sửa chín rồi nha các bạn. Cho nó vàng tí xíu nữa ha. Ok ha. Chủ yếu là quan trọng cái cổ cúp ở chỗ cổ cúp này nè. Đó chính rồi. Cái này là vàng hết thì còn cái này nó chưa vàng. Cái đó là đưa cho nó vàng luôn. Nó ok. Thơm phức ha. Tới cá luôn. Rồi, mở chảy, bóng luôn. Quá rồi. Ôi, con cá để lên cái dĩa đó, còn dư cái đuôi nữa. Con này mới dư nè. Này cái mâm chứ cái dĩa vậy nè, muốn dư đuôi nữa. Đó. Lên hàng, lên hàng. Lên hàng lấy cái dĩa đó xuống nền thôi nó cháy cái dĩa đó. Đó. Quá tuyệt vời. Năm em chưa trắng. Đây. Rau sống, bún, bánh tráng. Ngày mấy anh em chơi cá chê mới là mời cái đi thăm xài di cái trúng cá rô cái nữa là vô luôn nha. Cây cá rô cái nữa rồi. Hai dĩa rau hoành tráng nha. Tô nước mắm me nè. Tô này chấm nó không đủ nữa. Dĩa bún. Năm em chia trắng. Ui hè. Thôi đi. Ngon lành ha. Thì em bự này trước đi. Này phải dùng dao khô. Dao mới được chứ đũa đưa vô nó không đứt. À nó thịt nó dẻ dai. Nó bể tùm lum hết trơn à. Giọng thấy nó không hấp dẫn. Nó sắc như sắc thịt bò vậy các bạn. Thì trắng là phải nướng rồi phải dùng dao sắc ở đó chưa đứt nữa. Chưa đứt nữa. Kéo nại đũa rồi giảm giảm gãy đũa luôn. Ở đây anh em chỉ có ăn loại chia trắng này các bạn, có chia vàng thì cũng ok. Chia lai ít ăn lắm rồi, chia lai ở đây cũng nhiều lắm. Kêu bằng chia phi đó mà. Chia phi. Mà thịt con chia phi thấy vậy nó cũng được nha, nó mềm. Ngon. Nó giống như là thịt con chia vàng vậy á, nó mềm. Tại nó ăn tạp hơn mấy cá chê kia, thì nó ghê nó thì thôi. Cái phần nó cũng tâm dữ lắm. Chè trắng này là món nướng với món nhúng mẻ là ok. Ăn chua mà nhúng mẻ là ok. Rồi vậy đi. Rồi, để mấy rồi chơi nó luôn đi. Chơi luôn đi, chơi sẵn vậy đi. Rồi chè tào lao rồi. Được ở bên đây. Muốn đi bên nào cho đi đó. Có à. Con em hỏi à. Bò á. Tới luôn. Dai dữ không? Gọc nó xuống luôn em thôi, hay da đũa dễ không nổi. Đó. Rồi, quá ok các bạn ơi. Luôn. Này, cái này ba anh em chơi cái bình hồ lô này tới công chuyện bữa rồi.
Thấy cái mồi là no trước rồi đó. No trước rồi. Quá trời dĩa cá hoành tráng rồi. Này cái mâm luôn. Cũng bánh tráng nha các bạn. Rồi múc mắm ra đi. Mắm ra chén đi. Rồi vô. Vô. Vô là vô cái trước hay vô cuốn trước? Vô cái trước. Vô cái trước. Cái khai quả trước cho cái miệng đắng đắng rồi ăn mới ngon nha. Vô. Vô rồi. Xin mời cô chú anh chị luôn nha. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mấy anh em đi đặt xì di buổi chiều. Đặt xì di về mấy anh em nướng mấy cái chè trắng. Buổi tối làm xương xương vài ly nha các bạn. Con này. Vô bạn ơi. Giờ không có không có vô mấy bữa đầu lúc mà mới trải nghiệm về vô mấy nhà lên bếp đẩy cho ba cái ba cử liền luôn hơi dội ngưng lại mấy ngày bữa nay tới nữa ha tới. Cái này cái gì gỗ nè cái salad Đà Lạt lên tới Đà Lạt mua cái này nè đây Đà Lạt. Có tí tô này cũng được không ạ? Cá này phải cần sự trợ giúp mới được, không cần trợ giúp rồi không. Rồi nguyên miếng rồi vô luôn đi. Cái này phải hút nguyên miếng mới được. Cái này rồi nè nè, anh lấy nguyên cục này đi. Mới cuốn chưa ăn nữa nuốt nước miếng là sạch rồi. Nuốt nước miếng ngồi no luôn rồi, khỏi ăn cá. Ủa mà vẽ mà xeo cỡ này nè, chưa đứt nữa. Xin mời cô chú anh chị luôn nha. Cá chia nước. Mời cả nhà luôn với gia đình. Chơi mình cũng lâu lắm rồi mới ăn ha. Hôm nay nó chơi bành bành luôn trời. Thăm lời chứ. Nhỏ nhỏ, phải nhỏ nhỏ, đâu có cái kèo này hả? Nhỏ không, cũng xin mời cô chú anh chị, bạn dùng cái thông miếng cá chê nướng cuốn bánh tráng luôn nha. Cái này no chứ nhậu gì. Chê trắng nướng. Rồi bớt mưa mấy anh em trải nghiệm cắm câu đêm nha các bạn. Ra kiếm cá lóc nướng nữa chứ. Nay ăn đỡ cái chê đi ha. Đỡ chê. Giờ gà công huyền thoại là có cá lóc nướng là tiền rồi. Quá cá cái này. Ngày chắc mình trải nghiệm mình ở trên vỏ luôn quá. Ra giữa ruộng cắt cái dựng cái trại hay đó thôi nằm trên vỏ vô bờ với nướng cá nữa ha. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha với mấy anh em món cá chê trắng nướng cuốn bánh tráng nha. Ghim quá. Ghim quá chắc cuốn mới có 1 ly quá. Em không mà hết cuốn rồi đó. Hết cuốn hả? Anh đang làm hết chức rồi. Chuẩn bị cuốn nữa đi, ta uống cái là ta quất luôn à. Ta vô cái đi, ta cuốn cái này là quất luôn à. Ta chưa làm đẹp quá, vô trời chút đi cho ăn gấp quá. Làm hay làm tranh thủ nha. Trong thời gian đấy thì cuốn đi. Cuốn 1 ly cái là có bỏ miệng liền luôn. Bánh tráng này lụp gió nó mềm quá. Bánh tráng này nó mới ngon. Bánh tráng này nó mới ngon, mình cuốn nó dễ. Cái khúc này cầm cạp mới đã nè.
Đó, chuẩn bị tư thế rồi đó. Ờ đó. Lấy xương sống ra cái là xong. Đơn giản luôn. Rồi vô ha. Vô. Rồi vô. À, xin mời các bạn lắm nhé. Vô bạn ơi. Vô bạn. Bữa tối này vô thấy ngọt quá hả? Mình này xài lâu quá để đi chứ. Vẫn còn mạnh như xưa, đưa vô là nhảy ngoài. Năm cá là cầu sẽ 10 người, là 3, 4 người. Nhảy cá thì không giúp thôi. Ba con bự lần kia mấy. Ba con bự. Cá mình văng lưới dính miếng nó cá rô lai gai bộ. Ục cũng lai gai. Rồi vô thấy không? Đó. Để chưa miệng. Vô. Rồi xin lỗi các bạn luôn nhé. Vô Hoàng ơi. Vô. Sớm quên đem thêm mấy tờ lưới. Nay mồi bén quá chắc mấy anh em làm thêm ly 2 ly nha các bạn. 3 ly rồi, phải ly thứ tư rồi ha. 3 rồi mới có 4 giờ chứ ngoài 3 con mới có má. Chứ buổi ba tối buổi tối vô làm như nó cũng đã ngợp hơn ha. Mưa lầm gầm nữa thứ gì chịu nổi. Cá nhiều nhiều vô đi. Rồi nó nguội cái hết ngon. Mạnh đi. Cá này mà lúc mà mới đem lên ha, không có vụ cuốn này là cầm bẻ khúc á. Ôi trời, thứ gì chưa nói. ăn bụi á không? Ăn bụi á. Ăn bụi á. Mấy mốt cái nào cũng có ăn gì à. Ăn cá lóc thôi cái chơi. Rồi, vô ha. Vô. Đang đợi nãy giờ. Xin lỗi bạn. Đang lọc lẹ vậy ở đây. Ăn cũng lẹ, mà uống cũng lẹ nữa. Vô bạn ơi. Chắc Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn ly này nữa. Phương xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Thì sớm giờ mấy anh em chiều có đi đặt xà di. Thì về mấy anh em làm 5 con cá chê trắng tướng đau sống cũng bánh tráng nha các bạn. Gà cũng không có làm xương xương nên hôm nay mấy anh em làm xương xương nữa. Hôm nay ăn cá à, mai trúng cá đó. Hy vọng là gì thôi. Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay tới giờ này mới có nước, trong thôi mình đặt thời gian cũng nhiều lần ấy. Chủ ba thường được. Mưa mà. Mưa mấy ngày nay mới có nước, trong thôi cũng có đặt thời gian được nữa đâu. Để mấy cây mưa cái nước lên tới đầu gối. Rồi thôi, video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các chú anh chị nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Mong là sáng mấy anh em đi thăm thời gian bảo cá rôn bữa nha các bạn.